Thì thực chất mà nói đây cũng là vấn đề mà rất là nhiều bạn inbox hỏi anh. Bởi vì không biết vì lý do gì mà trong cái thời gian gần đây rất là nhiều bạn trẻ tham gia vô hoặc là muốn tham gia vô cái việc này đều hiểu khá mơ hồ về cái công việc của một copywriter. Và cái nhầm lẫn lớn nhất là mấy bạn sẽ nhầm lẫn giữa content writer với lại copywriter. Thì bây giờ anh sẽ nói rằng là những cái điểm chính yếu của một copywriter đi. Thì thực chất mà nói là cái người làm copywriter là một người làm sáng tạo ở trong quảng cáo, họ thuộc bộ phận sáng tạo và công việc của họ là sáng tạo. Thì cái sản phẩm chính của họ là gì? Là họ sẽ phải phác thảo lên những cái ý tưởng lớn, sau đó triển khai những cái ý tưởng đó thành những cái sản phẩm cụ thể, thí dụ như là một cái kịch bản phim quảng cáo, sau đó rồi giám sát để quay thành phim, và tất cả những cái ấn phẩm quảng cáo khác mà có liên quan tới hình ảnh và câu chữ thì họ cũng phải phác thảo ý tưởng cho cái việc đó, và đồng thời là tham gia cái khâu thực hiện sản xuất cho nó cho tới bước cuối cùng. Dĩ nhiên khi có hình nói và hình và chữ thì nó sẽ có hai phần, là sẽ có phần hình và phần chữ. Thì cái gì thuộc về phần chữ chữ thì là cái người copywriter sẽ phải chịu trách nhiệm chính, cùng với là cái người làm art director chịu trách nhiệm về hình, cả hai phối hợp với nhau để hoàn tất cái công đoạn cuối cùng. Vì vậy cho nên túm lại là có thể nói rằng là copywriter là một chuyên viên sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo. Và nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là tất cả những cái nội dung nào thuộc về quảng cáo phải là cái phần tham dự của copywriter. Thực ra mà nói khi mình đề cập tới ATL với BTL, tức là Above the Line và Below the Line á, rằng là một cái khái niệm khá là lâu, tồn tại khá là lâu rồi, để phân biệt những cái công cụ quảng cáo khác nhau thôi. Ví dụ như mình nói rằng là khi mình nói tới những cái ấn phẩm design, những cái standee, những cái poster, những cái tại điểm bán là chính, thì người ta thông thường người ta nói là nó thiên về below the line. Khi mà nói tới above the line, người ta hình dung tới cái phim quảng cáo. Thì thực chất mà nói là ban đầu ngày xưa đó, là đa số những agency lớn, hay là xin lỗi anh nói ngày xưa tức như là vài năm về trước, là những cái agency lớn ở tại Việt Nam đa phần là họ tập trung về above the line. Bởi vì lúc đó thì cái công việc của Below the Line nó thiên về cái câu chuyện sản xuất những cái gì đã được hoạch định và thiết kế bởi cái agency Below the Line. Cho nên là cái việc của copywriter lúc đó tập trung vào cái phần việc của các cái công ty làm Below the Line là chính. Vì vậy cho nên tới bây giờ vẫn vậy, thì là cái việc của copywriter Below the Line thiên về chuyện là họ phải nghĩ ra, họ phải tạo ra những cái ý tưởng lớn cho những chiến dịch. Họ sẽ là phải là những người tham gia trong cái phần khởi đầu của chiến dịch, rồi sau khi đó thực thi ra phía sau, có thể họ làm luôn hoặc cũng có thể là bộ phận above the line của agency lớn hoặc là agency below the line sẽ triển khai tiếp cái phần còn lại. Đó. Thì nó phân biệt là nó phân biệt như vậy. Tuy nhiên quan điểm của anh đã là một copywriter thì sẽ phải biết hết những cái gì thuộc về phạm trù sáng tạo và chữ nhẽ liên quan tới quảng cáo. Chứ mình không thể nói rằng là tôi chỉ chuyên làm below the line thôi, tôi chỉ chuyên làm above the line thôi, thì nó không có trọn vẹn một cái vai trò của copywriter. Anh có thể hình dung được là cái việc mà sửa một cái post hoặc là edit cái bài PR này này kia thì nó rất là chán, bởi vì nó giống như là chúng ta ngồi chúng ta giảm giá hoặc là sơn lại một cái tác phẩm mà gần như là cái 90% công đoạn đã được làm trước đó rồi. Thì cảm giác đó là cảm giác của người đi học việc. Anh cũng có thể hình dung được rằng là ngày nay rất là nhiều agency để cho mấy bạn intern làm cái việc đó, bởi vì cái khuynh hướng digital nó đã làm thay đổi cái hình thái và cái hoạt động của các agency ngày nay rất là nhiều. Vì vậy cho nên đa phần các agency, kể cả các agency above the line, thì cái hoạt động digital cũng là không tránh khỏi. Và một trong những cái cách mà họ muốn thử độ kiên nhẫn của những người mới trong lĩnh vực viết đó là để cho các bạn tham gia vào những cái việc chán phèo đó. Tuy nhiên là anh cũng có thể nói rằng là cái việc để trở thành một copywriter ngày nay nó trở nên khó khăn hơn ngày xưa, khắc nghiệt hơn. Hồi nhiều năm về trước khi mà cái ngành quảng cáo Việt Nam mới khởi đầu thì thực chất mà nói mấy anh mấy chị khi được chọn làm copywriter là gần như là đa số được dìu dắt, được chỉ vẽ, được vẽ ra một cái bức tranh lớn để hiểu được tổng thể cái công việc đó là cái gì, và được đào tạo những cái chuyên môn có liên quan để
trở thành một copywriter lành nghề. Vì vậy cho nên họ được tham dự vào những cái việc chính hết ngay từ chật không trong cái khâu mà họ được đào tạo đó. Thế nên nó không có chán, họ thấy rất là vui, thấy rất là hào hứng, và trong một thời gian ngắn nếu mà đủ nhanh nhạy họ có thể bắt kịp, họ sẽ trở thành junior copywriter. Họ có thể tự mình đảm đương một cái phần việc là viết hẳn một cái quảng cáo báo hay viết hẳn một cái tờ rơi và sếp chỉ duyệt lại thôi, chứ họ không có hiểu đính hay là họ không sửa. Tuy vậy thì là cái thời đó có lẽ anh nghĩ chắc nó qua rồi. Bây giờ để trở thành một copywriter thì mấy bạn gặp hai cái khó khăn là một sẽ phải tự mình tiếp nhận hết tất cả thông tin có liên quan. Mà cái quá trình, cái ngành công nghiệp này nó cũng thay đổi mà. Cho nên là khi các bạn tiếp nhận thì các bạn phải tự tiếp nhận là chính, tự học hỏi. Anh cũng gặp rất là nhiều bạn gặp khó khăn như vậy. Và các bạn hỏi là tại sao không ai chị em? Thì đó là một cái câu hỏi rất là mang cái tính rất là thời sự theo anh là như vậy. Bởi vì vốn dĩ là khi cái ngành nó đòi hỏi cao hơn thì nó sẽ giảm thiểu đi cái phần đầu tư cho cái nguồn nhân lực của mình. Bởi vì cái tính đào thải nó cao, bạn có trụ lại được hay không là ở cái tính chủ động của bạn. Vì vậy cho nên các bạn cần phải chủ động trong cái việc, kể cả khi mình muốn biết cái đó, mình phải bằng cách này cách kia mình tư duy để mình biết được cái gì là cái mình cần tiếp thu và ai là cái người mình cần hỏi để hình dung là trọn vẹn cái công việc đó tổng thể nó như thế nào. Rồi trong quá trình làm intern đó, mình sẽ đào sâu những cái kỹ năng có liên quan. Nhưng sở dĩ anh nghĩ là quay trở lại cái câu chuyện của bạn đó là bạn nó chán là vì sao? Vì bạn nó không biết đích đến là chỗ nào. Bạn nó cũng chưa chắc là trong 6 tháng intern đó, 9 tháng intern đó, bạn đó có hiểu hết được rằng là một người copywriter sẽ phải làm gì, đảm đương việc gì và chịu trách nhiệm gì hay không. Cho nên là mấy bạn nó sẽ rất là dễ nản. Đó thì bản chất của cái ngành nó đang là như vậy. Cho nên khi mình thấu hiểu thì cái lộ trình đi của mình nó sẽ chủ động hơn. Anh nghĩ rằng những bạn như bạn đó trong tương lai cần phải chủ động rất là nhiều. Khi một cái ngành nó phát triển đủ để nó mang tầm, nó mang cái tính là chuyên nghiệp và không chỉ cục bộ ở một địa phương mà nó phát triển trên toàn thế giới, thì cái câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực nó là một cái phần hiển nhiên là khó. Mà một khi một cái ngành nào được đào tạo thì tức nghĩa là nguồn nhân lực đa phần phải xuất phát từ công tác đào tạo mà ra. Làm gì có một cái ngành mà họ mở một cái đầu vào đào tạo rồi đầu ra là chỉ có còn lại những người sinh ra đã biết làm. Cho nên là có thể có một vài bạn có một cái năng khiếu sẵn về viết và về sáng tạo, thì các bạn ấy sẽ có cái ưu thế hơn những cái bạn khác. Đó là mấy bạn sẽ có khả năng tạo ra những cái work, những cái kết quả công việc nó nổi trội, nó vượt trội, nó xuất sắc. Tuy nhiên cái ngành quảng cáo nó là một cái ngành cũng như bao nhiêu cái ngành khác thôi. Nó có một cái đặc điểm là nó cần cái độ bền bỉ, cần cái phong độ hơn là cần cái sự thăng hoa nhất thời. Vì vậy cho nên rằng là qua những cái cơn đó, qua những cái lúc mà sáng tạo bởi những cảm xúc, bởi những cái cảm hứng trên trời rơi xuống, thì chúng ta vẫn cần những cái người sẵn sàng và có thể tạo ra những cái sản phẩm bất kỳ cái thời điểm nào, miễn sao có yêu cầu và ở cái thời gian nào. Vì vậy cho nên rằng là nhìn chung cái ngành này 80-90% nguồn nhân lực, đặc biệt là copywriter, vẫn là những người học hành bài bản hoặc là được đào tạo trong ngày rồi làm. Thì dĩ nhiên mình lấy ví dụ như là nói rằng là ai cũng có thể học bác sĩ, nhưng mà chúng ta biết rằng là rất ít người có khả năng nổi trội sau khi tốt nghiệp ngành này để trở thành những bác sĩ giỏi. Ca sĩ cũng vậy. Mình muốn trở thành ca sĩ mà nếu mà đi con đường bài bản thì chúng ta sẽ đi học thanh nhạc. Tốt nghiệp thanh nhạc chúng ta biết hát, nhưng cũng không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ trở thành những danh ca được. Trong số những người biết hát và trong số nhiều ca sĩ kia, chỉ có một vài người nổi trội để trở thành ngôi sao. Thì vì vậy cho nên nó cho thấy rằng là gì? Cái ngành nào cũng vậy. Khi mà được đào tạo bài bản thì có thể thực hành, có thể hành nghề. Nhưng để trở nên xuất sắc và giỏi thì cần nỗ lực của bản thân. Còn yếu tố trời cho thì nó rất hiếm. Vì vậy cho nên chúng ta không đồng hóa những cái người sinh ra đã có năng khiếu làm cái việc A, B, C, D để biến nó thành bản chất một cái ngành nghề mà nó mang tính phổ biến như ngày nay được. Vì nếu nói như vậy thì gần như là đâu có ai dám nhận mình là tôi sinh ra đã có năng khiếu viết và sáng tạo để trở thành copywriter đâu. Nếu vậy thì những diễn đàn của anh em mình hiện nay là chắc là không tìm được người và cũng không có đội ngũ kế thừa.
Cái đó là cái thực tế rất là thiệt thòi tại Việt Nam. Ở những cái quốc gia khác phát triển, thậm chí lân cận cận đây thôi là Thái Lan, cũng có những cái trường đại học họ đào tạo về cái chuyên ngành communication. Thì trong đó dĩ nhiên họ đào tạo về quảng cáo. Thì các bạn tham gia vào học đó họ biết được rằng là trong đó có những cái công việc gì và có thể đào sâu trong quá trình học. Tuy nhiên chúng ta không có. Vì vậy cho nên rằng là mình sẽ phải suy ra từ cái công việc của người copywriter bây giờ để mình quyết định rằng là cái đầu vào mấy bạn cần theo đuổi những cái ngành học nào để nó gần thôi chứ không đảm bảo chắc chắn rằng là mình có thể tiệm cận tới cái công việc đó. Copywriter là một cái người sáng tạo nội dung trong quảng cáo, vì vậy cho nên họ phải hiểu rõ về marketing. Nếu không phải xuất sắc thì cũng phải hiểu rõ về căn bản, về những khái niệm mà chúng ta hay nói với nhau là branding, tức như là xây dựng thương hiệu, về những cái khái niệm về người tiêu dùng, của research, của bên nghiên cứu thị trường, về insight, và về ngôn ngữ và về ngoại ngữ. Ngoại ngữ ở đây anh đang nói tới tiếng Anh, bởi vì cái ngành quảng cáo này nó liên thông với thế giới, tới bây giờ vẫn dạy những kiến thức, những cái phương pháp mới hàng năm vẫn được cập nhật bằng tiếng Anh. Thì đó là những cái mà rất là cần thiết. Vì cho nên suy ngược trở lại là vậy thì học cái gì để gần với những cái đó, thì có một số ngành học sau đây có thể tiếp cận gần là những ngành liên quan tới kinh tế, thương mại, trong đó là marketing là khá gần, hoặc là quản trị cũng gần. Bên ngôn ngữ thì chúng ta có ngữ văn báo chí, hoặc là hiếm, tức là xa nhất nhưng mà cũng gần là ngoại ngữ. Thì những cái công việc, những cái ngành học đó cho mấy bạn những cái kiến thức nền tảng, một trong những cái cửa để mình tiếp cận vô. Còn nếu như một bạn nào đó chuẩn bị hết những thứ đó thì càng tốt. Rồi sau đó cái cách tốt nhất là đem tất cả những thứ đó cộng với lại cái đam mê. Cái này nó cũng là một cái nghề như bao nhiêu người khác, nhưng mà nó lạ vậy nè. Là trong quá trình mấy bạn ứng tuyển, ngoài cái hồ sơ rất là đẹp, rất là rõ ràng, thông tin minh bạch rằng mình đã được đào tạo cái gì, thì cần một chút xíu nữa, đó là bạn phải tự chứng tỏ rằng là mình mê cái việc đó. Mê cái việc viết trong quảng cáo, mê cái công việc của copywriter một cách rõ ràng, một cách xác thực về thông tin, chứ không phải là mê một cái dạng mơ hồ, một cái kiểu được tô hồng. Đó. Thì cái đó giúp cho giúp cho mấy bạn đặt một cái chân đầu tiên vào trong cái ngành quảng cáo, tiếp cận đúng những cái agency về borderline, chẳng hạn những agency mà họ có những cái công cụ, họ có đầy đủ các bộ phận, thì sẽ giúp cho mấy bạn nó tiếp cận nhanh hơn, hiểu rõ hơn về công việc, rồi từ đó quyết định rằng là một là agency sẽ quyết định bạn có thích hợp hay không, hai là bạn đó sẽ từ